Tử vi tuổi Dậu tháng 11 âm lịch. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Luận đoán tử vi 12 con giáp trong tháng 11 âm lịch của kênh Phong thủy Gia Cát. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Dậu trong tháng 11 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Trong tháng này, những người tuổi Dậu có gặp may mắn tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị và các bạn hãy theo dõi video để biết thêm thông tin chi tiết tổng quan tử vi tuổi Dậu tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch. Tháng này không phải là tháng đen đủi đối với những người tuổi Dậu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Dậu sẽ cần chú ý. Đầu tiên là ngày âm lịch 12 tháng 11 năm 2020, từ ngày 25 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 và mệnh chủ Đinh Dậu sinh năm 1957. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 11 năm 2020 dương lịch, tức ngày 6 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 và mệnh chủ Đinh Dậu sinh năm 1957-2005. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Thứ nhất là ngày âm lịch 13 tháng 11 năm 2020, tức ngày 26 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 25 tháng 11 năm 2020, tức ngày 7 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay liên quan đến những việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều tiến hành hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các bạn hỗ trợ sự nghiệp, công danh. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2020, tuổi Dậu cho thấy sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi thì ít mà rắc rối thì nhiều. Thời điểm này, tốt nhất là bạn nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái. Công việc của tuổi Dậu không được như ý, luôn bị kẻ tiểu nhân đeo bám, kẻ xấu lợi dụng lúc sơ hở để dìm bạn. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo có tác dụng hỗ trợ và tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp cho gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp, tài vận, tiền bạc. Do công việc không được tốt nên tình hình tài chính của người tuổi Dậu có dấu hiệu đi xuống trong thời điểm tháng 11. Bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, không quyết đoán nên dù cơ hội luôn có ở đó nhưng bạn không nắm bắt được để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta làm giàu còn bạn thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai hàm mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Có nguy cơ bạn sẽ bị mất tay trắng, có nguy cơ bạn bị mất trắng,
không còn cả danh lẫn tiền. Tháng này những gia chủ tuổi Dậu sẽ bị hư hao tiền bạc nên nhiều việc, trong đó có cả sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý hơn tới sức khỏe, chi tiêu, tiền của và những việc cần thiết, không nên vùng tay quá chán. Đồng thời, để công việc hanh thông, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình hình các gia chủ sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tình duyên, vận trình tình cảm của bản mệnh tiếp tục có dấu hiệu đi xuống vào thời điểm tháng 11. Bạn quá mức tập trung cho sự nghiệp mà bỏ lỡ việc yêu đương hoặc quên mất không quan tâm đến người ta, khiến vợ chồng nảy sinh nhiều bất mãn. Có một mối nguy hiểm rình rập đối với các cặp vợ chồng trong tháng này. Do đó, nếu muốn cuộc hôn nhân của bạn lâu bền, thì bạn hãy khiến cho người bạn đời của mình hạnh phúc và vui vẻ bằng chính sự quan tâm và ấm áp của bạn. Sự lãng mạn của bạn và bạn đời sẽ nảy nở và có nhiều khả năng sẽ tạo thành một thành viên mới trong gia đình. Sức khỏe, theo dõi tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp âm lịch, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Dậu không có gì phải quá lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi Dậu nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn, và phụ nữ đang mang thai nên chú ý. Bước sang tháng 11 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Dậu nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, gỗ huyền long, tị, Dậu, Sửu, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Chi tiết tử vi tháng 11 âm lịch của từng tuổi Dậu. Thứ nhất, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Bước sang tháng 11 âm lịch không phải là một tháng may mắn với những người tuổi Đinh Dậu. Trong công việc, bản mệnh phải chú ý đến tiểu tiết, đề phòng kẻ tiểu nhân bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến công việc. Khi bắt tay và thực hiện việc gì cũng cần cẩn trọng, tránh tạo ra những sơ hở, sai sót đáng tiếc. Khi gặp vấn đề gì, cần giữ thái độ bình tĩnh và lạc quan, tham khảo ý kiến của những người đi trước và những người có kinh nghiệm hơn. Không nên suy nghĩ tiêu cực hoặc quá mức căng thẳng. Đối với những áp lực tinh thần, có thể dễ dàng tác động đến sức khỏe của bản mệnh. Muốn sự nghiệp phát triển vững vàng, tốt nhất con giáp này nên dựa vào công sức của mình, không nên sốt ruột, không đốt cháy giai đoạn, không nên tham lam những gì không thuộc về mình. Tình hình tài chính của mệnh chủ trong tháng này không có nhiều điểm sáng, thu nhập giữ ở mức ổn định nhưng không có điều khoản thu nhập phụ. Cuối tháng bản mệnh gặp được nhiều chuyện như ý muốn, quý nhân xuất hiện tương trợ, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội, sự nghiệp sẽ đạt được thành tựu lớn. Thứ hai, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Vận thế của người sinh năm Kỷ Dậu lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định trong tháng 11. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ, do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn lên tới vị trí cao hơn. Bước sang tháng 11 âm lịch, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý có thể dễ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, những người tuổi Dậu cần có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Người tuổi Kỷ Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận tị, Dậu Sửu để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát. Thứ ba, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tháng 11 âm lịch không phải một tháng thuận lợi với những người sinh năm Tân Dậu, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập, khiến bên cạnh bạn không thể làm tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tình hình tài chính của con giáp cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng để định vị bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng giữa các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Không nên nóng chờ nhất thời mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp, bởi những khoảng giữa tháng, vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Người tuổi Tân Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, tị, Dậu, Sửu để tăng thêm vận khí cho bản thân. Tà, hóa sát mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ tư, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993.
Bước vào tháng này, vận thế của người tuổi Quý Dậu khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả công việc thì bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ hoành hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác, mà nên khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. 5. Tuổi Ất Dậu, sinh năm 1945. Trong tháng 11 âm lịch, vận thế của người sinh năm Ất Dậu khá thuận lợi. Thành tích học tập có những tiến bộ nhất định, nhưng bản mệnh khó tập trung, sẽ bị phân tâm vào những vấn đề khác. Hơn nữa, ở độ tuổi này nên thường có tinh thần hăng hái, phấn chấn, tham gia vào các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, cũng sẽ bị cuốn hút bởi sách báo hoặc các đồ dùng điện tử. Nếu phụ huynh không giám sát thì dễ có những suy nghĩ lệch lạc, thực hiện những hành động vượt quá mức cho phép. Vì vậy, những bậc làm cha làm mẹ cần dành thời gian chú ý đến con cái nhiều hơn, nên hướng con cái tới những điều tích cực, nhưng không nên sử dụng những biện pháp phong thủy sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý không. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết và hiểu rõ hơn về vấn đề trạch gia sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi, đặc biệt là những gia chủ tuổi Dậu trong tháng 11 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin ở phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình, được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị và các bạn sẽ luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.